Núi cao ha. Giờ này thấy mây là mây phủ tượng bà rồi nè. Trời ơi, cá bây giờ mới lên chi chích luôn kìa, lên về kìa. Ha. Quá trời luôn. Để tính ra cái lượng khách đi cũng đông dữ nè. Đó, nó chạy nè, trời ơi, xích nhau luôn. Hôm nay bãi ô tô nó cho ra phía ngoài một chút, hai bên luôn, bên bãi ô tô, bên bãi đậu xe hai bánh. Đây đây vô. Đừng có lôn nóng. Rồi, tới đây ấn nút lấy thẻ. Ồ, hiện đại ha. Rồi. Sao chuẩn bị tư trang đồ đầy đủ hết rồi ha? Chống nắng đồ tốt hết rồi ha? Are you okay, Ben? Ok. Không ok. Not okay. Ok. Ok. Are you okay? Để tao đi. Rồi, bây giờ đi thôi. Rồi, hôm nay sẽ đi du lịch núi Bà Đen nha cả nhà nha. Thì ở trong đây là cái khu vực bãi đầu xe ô tô. Giờ là 12 giờ trưa, mình thấy xe vào nó cũng nhiều á. Đi từ Phan Thiết thì lúc 5 giờ sáng, nhưng mà đi vòng vòng ở Sài Gòn nữa thì 12 giờ này 12 giờ rồi thì mình mới đặt chân tới núi Bà Đen. Bây giờ mình sẽ đi bằng cáp treo lên trên đỉnh núi Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ha. Ở đây là khu vực quầy bán vé tự động. Ở đây là bảng giá vé nè cả nhà nha. Thì áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ở đây là bảng giá vé ngoài cổng này. Phía trước mặt đây là khu vực an ninh để soát vé vào cổng nha cả nhà nha. Thì mình sẽ đi vào trong khu vực này để mình soát vé. Vừa qua khỏi cổng soát vé thôi, tầm khoảng 70 mét thôi, ở phía bên tay trái là khu vực nhà ga của mình sẽ đi cáp treo lên núi Bà cả nhà. Nên là cái khu vực lúc trước á, mà mình đi á, là mình đi vào trong khu vực núi Bà thì mình phải đi vào khu vực này để đi xe điện. Còn đối với khu vực này là khu vực nhà ga để đi lên đỉnh núi chỗ tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thì mình đi qua ở khu vực này. Ninja đi nhanh ghê ta. Và đây là khu vực nhà ga núi Bà Đen để đi lên đỉnh Phật Bà, và một cái nhà ga rất là rộng, mình thấy rất là thoáng với những cái trần khá là cao. Và ở đây để đi vào thì mình sẽ đi các cái đường zig zag như thế này nè cả nhà. Ở đây có hai cái khu vực lối vào nha cả nhà. Đây là cái lối vào khu vực lên đỉnh núi. Đây là cái lối vào cáp treo lên chùa nè.
cabin này mình thấy nó rất là rộng nè, chứa được 10 người nha. À, mình thấy đứng hồi nãy phía dưới ở chân núi á, mình thấy là các cái tù binh á lên xuống rất là nhiều luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình chuẩn bị phóng ra khỏi nhà ga nha. Ô, và phía trên kia các bạn thấy là rất là nhiều các tù binh đang đi lên đấy. Chịu cho hai đứa sợ một cái. Không cho người ta bám vào đâu. Rồi sao tái mặt rồi phải không? Đây bám vào đây. À, kinh nghiệm á là nhìn ngang. Ghê quá. Đúng rồi nha. Trời mà rung. Sợ đông no. Trong góc cũng bị nhịn đi. Are you ok? Not ok mà. Not ok. Thằng này nó không có ok, mồ hôi nước nhẹ rồi kìa. Còn thằng này nữa. Rồi mình chỉ còn khoảng 5 trụ nữa thôi là đã lên được tới đỉnh núi Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn rồi cả nhà nha. Ở đây là cái cáp treo này dài lắm á. Bên ngồi im à. Vừa làm cái đồ hai ông giật luôn. Đáng vô luôn. Bà ngoại có quậy dữ nha. Rồi nhà mình mới vừa vào trong nhà đến ở ga đến ở trên đỉnh núi của bà nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong khu vực phía bên tay phải. À, ở đây nó có đề cái chữ lối ra để mình đi ra tham quan tượng bà ha. Rồi như vậy là tới rồi cả nhà ơi. Rồi ở đây mình có thể chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn nha cả nhà nha. Một tượng Phật bằng đồng đỏ rất là uy nghi trên đỉnh núi Bà Đen. Khi mà lên thang máy cái ngay chỗ lối ra thì ở khu vực này, đó là khu vực mà mình thấy là có bày biện đồ ăn thức uống ở đây nha cả nhà. Có cà phê đồ ở đây nè, đó bàn ghế rất là nhiều. Và khi mà bước lên trên đây là mình thấy một cái khí hậu rất là mát. Rồi đối với ở khu vực này thì trên đây nó là một cái quảng trường rất là rộng. Mình thấy có trồng có rất là nhiều cây bonsai rất là đẹp. Và một cái quảng trường phải nói là cực đẹp luôn á nhà. Mình đang đứng ở trên đỉnh của núi Bà, có cao ở độ cao là 986m. Đây được cho là cái khu vực cao nhất của miền Nam Bộ Việt Nam. Đứng ở góc này mình sẽ bao quát được không gian phía trước mặt của tượng bà Tây Bổ Đà Sơn nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên ở cái khu vực trung tâm phía chân tượng bà luôn cả nhà nhé. Ở đây là trong cái khuôn viên mà mình sẽ đi thang cuốn lên đi lên hoặc là đi xuống ha. Thì ở phía ngoài nó là thang bộ để mình đi lên. Còn nếu ai mà không chịu đi thang bộ thì mình sẽ đi vào trong cái thang cuốn này. Ở đây thì mình thấy có bày bán các cái khu vực đồ lưu niệm, các cái tượng Phật nha cả nhà nha. Sau khi đi lên hai cụ thang, đi lên ba bậc thang máy thì mình đến phía cửa phía nam của phòng trưng bày nghệ thuật Phật giáo ha. Ở khu vực này thì mình phải có giờ để mình mới được vào để mình xem phim ha. Thì bây giờ trong quá trình mình chờ đợi để vào xem phim về Phật giáo thì mình sẽ đi tham quan cái khu vực tầng 2 và tầng 3 ở trên phía dưới tầng trượng, phía dưới chân của tượng Phật Bà Tây Bổ Đại Sơn.
Rồi sau khi mình đi một vòng ở khu vực này thì mình sẽ đi lên ở khu vực phía tây để mình đi lên được phía trên lầu nha. Đường nào đi lên thì tầng 2, 3, 4 hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lên tầng 2. Phải nói ở khu vực này á, phải nói khi mà đi vào trong đây thì mấy cái nhân viên phục vụ đây rất là lịch sự các bạn à, họ chào đón rất là nồng nhiệt luôn. Rồi bây giờ mình đã đi lên khu vực lầu 2 rồi. Và mình sẽ đi vào ở khu vực này. Ở đây thì họ có đặt các cái trụ kinh lưu, tức là bánh xe cầu nguyện hoặc là bánh xe mani. Thì ở đây mình có thể lên mình xay các cái chuông kinh lưu này để mình cầu nguyện cho sức khỏe nha cả nhà nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ đi một vòng nữa nha cả nhà nhé. Mình sẽ đi khám phá hết cho cả nhà cùng xem. Tại vì đây là khu vực hơi thanh tịnh một chút nên mình sẽ nói rất là nhỏ. À, thì ở đây có một cái trụ tháp. À, ở đây thì mình có thể chiêm ngưỡng được chùa Sóc Trăng ở trên mô hình chiếu 3D luôn cả nhà nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ đi qua ở khu vực này. Đây là khu vực chùa Keo Hành Tiện Nam Định. Thì ở khu vực này mình có thể thấy được chiếu 3D luôn. Còn đây là trong chùa Giác Lâm thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Nói chung mình thấy ở trong không gian này thì họ trang trí các cái khu vực chiếu 3D rất là đẹp. À, nói chung ở khu vực này thì mình đi một gần hết một vòng rồi. Thì ở đây họ sẽ chiếu 3D các cái chùa ở trong Việt Nam của mình. Thì họ có đặt các cái máy để họ chiếu 3D đây. Mình có thể vào đây mình tham quan. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình đã đi lên tới tầng thứ 3 rồi. Và mình tiếp tục đi tham quan ở trên đây nhé. Thì ở trên đây mình thấy có trưng bày rất nhiều tượng Phật, như tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Thích Ca. Trên đây thì mình sẽ vào trong phòng xá lợi Phật để mình tham quan được nha cả nhà ha. Wow, đây. À phía trong kia là mình sẽ thấy xá lợi Phật nằm ở phía trong đó rồi. Tức là ở khu vực này họ sẽ làm bằng những cái màn hình nước. Thì xá lợi Phật nó sẽ nằm ở trong đây. Đây mình zoom lại cho cả nhà mình coi nhé. Đây ở phía trong cái khuôn viên của bốn bức tường nước này thì xá lợi Phật nó sẽ nằm ở trong đây nha.
Đến hiện tại bây giờ thì bây giờ mây đã kéo tới mù ở trên đỉnh rồi các bạn à. Và mình nghĩ đây là mây mưa rồi. Nhưng mà nhà mình sẽ còn đi một vòng đi xuống để mình coi phim về lịch sử của Phật giáo nữa. Nên mình sẽ đi xuống tầng thứ nhất ha. Rồi khi mà vào coi phim á, thì mình phải mang tất để cho nó sạch sẽ ở trong khu vực này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào nha. Rồi bên đây là bên trong khu viên các bạn. Ở đây rất là nhiều tượng Phật. Đây các bạn, ở trong khu viên để mà mình xem phim về lịch sử Phật giáo. Thì ở trong đây một cái khu viên rất là rộng các bạn. Thì ở dưới đây là được lót bằng đá đen hết. Và phía trên đây là màn hình rồi cả nhà. Đó. Thì ở bên khu vực này mình là nãy mình quay cho các bạn coi là nguyên rất là nhiều tượng Phật được đặt trong đây. Dạ, sư cô bà đi cứu giờ. Giờ con quý khách đến với đại sảnh Mái Quân tại đường Tâm Linh Tây Bộ Thánh Quân. Vì đây là khu vực vô cùng trang nghiêm nên em có vài lời gợi ý quý khách. Quý khách hoan hỷ không ăn uống xả rác trong khu vực trình chiếu, tư thế ngồi nghiêm túc lịch sự, tuyệt đối không nằm trên sàn nhà. Quý khách có thể sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh làm lưu niệm, nhưng không sử dụng tia laser để chiếu trên máy quay. Trong quá trình xem trình chiếu, quý khách có bất kỳ lý do gì muốn rời khỏi đại sảnh, xin mời di chuyển sang hướng cửa lớn, em sẽ hỗ trợ cho mình. Đến với đại sảnh máy quay, quý khách sẽ được chiêm bái 83 tượng Phật bằng đồng nguyên chất. Chính giữa là vị Lai Lông Thiên Phủ Thiên Nhãn, tượng Nam Mô Đắc Thủy Hùng Phật Giáo Việt Nam vào thế kỷ 17, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia của năm 2012. Bên trái khán phòng là Tiên Đồng, bên phải là Ngọc Nữ, cùng 80 vị Quan Thế Âm thượng xung quanh, mỗi vị mang hình tướng và hạnh nguyện riêng tùy theo yêu cầu của chúng sanh mà người nhận thân hóa độ. Còn đây là hệ thống máy quay được sử
sau khi mưa xong thì bây giờ là hầu như là sương mù của nó đã bao phủ luôn cái khu vực đỉnh núi các bạn. Bây giờ là mới có 14 giờ 8 phút thôi, nhưng mà bây giờ các bạn thấy ở cái khu vực này là sương mù nè, đó, nó đã tràn vào trong cái khuôn viên của cái tầng thứ nhất, cái khu mà mình vừa coi phim về Phật giáo xong á nha. Thì đối với khu vực này thì bây giờ mình sẽ không có thấy đường luôn, đó, không có thấy đường luôn. Và ở khu vực phía dưới đây các bạn thấy là giống như là một cái khu vực mà làn khói nó bao phủ hết rồi. Rồi bây giờ cả nhà mình coi như là đã tham quan xong các cái khu vực ở phía dưới chân tượng của Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn rồi. Khi đi gặp mùa mưa hoặc là vào buổi sáng sớm thì mình mới thấy cảnh này nè, tức là cái khu vực sương mù nó đều che phủ hết rồi, không có. Nếu mà đi ở khu vực ở xa cách nhau khoảng 15-20 mét thì hầu như sẽ không thấy người. Và ở khu vực này hiện tại bây giờ có thể là các bạn sẽ thấy là không thấy được tượng bà luôn á, tại vì mây đã bao phủ hết rồi nha cả nhà. Video Đô TV xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn lần đầu tiên ghé qua kênh Đô TV, hãy giúp mình đăng ký kênh để cho Đô TV ngày càng phát triển, và hãy share video này để cho nhiều người cùng theo dõi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Bà nhé.